Rồi, hôm nay là mình sẽ chia sẻ cho anh chị một cái cấu hành là vốn 400 đô ha trên cái con bot là MetaTest này ha. Đấy, thì sáng tới bây giờ mình treo là cũng đã lãi được 100 đô ha, mình lại chốt tổng ha. Đó thì đây là ba cái pháp mà mình treo sáng tới bây giờ ha. Đấy. Rồi thì mình sẽ chia sẻ cho anh chị cái pháp này ha. Đấy, pháp này vốn 395 đô ha, cũng như là 400 đi ha. Rồi, đầu tiên anh chị bấm vào chỉ là quản lý pháp nè. Rồi sẽ anh chị tạo một cái cấu hành pháp ha, sẽ đặt tên là vốn xanh. Đấy, thì điều kiện thì mình sẽ để là B B B ha, rồi chị gạch ngang một cái và viết thêm một chữ B nữa, rồi sau đó anh chị bấm chữ thêm ha. Đó thì đây mình cũng có tạo rồi nhưng mà mình làm lại ha. Rồi sau đó chị bấm đi xác nhận. Rồi bây giờ mình sẽ tạo pháp ha. Rồi thì mình sẽ để tên cấu hành là chị xanh dò đường ha, thì mình sẽ tạo một con bot dò đường ha để cho tỷ lệ win cao ha. Rồi giá trị dự định thì mình để 0 đô ha. Rồi dây dự định để là 19. Rồi sau đó chị bấm chữ tiếp theo. Rồi tính năng sử dụng thì chị chọn là phương pháp cá nhân, rồi anh chị chọn bốn xanh ha, tên pháp anh chị chọn bốn xanh nè. Đấy, rồi anh chị bấm vào cho thêm cấu hình. Rồi bây giờ thì mình sẽ tạo cái con bot chạy ha, mình sẽ để là anh xanh. Quản lý vốn này mình sẽ để là cái to 2 tầng ha. Rồi mình sẽ xóa cái quản lý vốn mặc định đi và mình sẽ dán cái quản lý vốn mình vô ha, 400 đô đi được là 18 lệnh các anh chị. Rồi dây dự định là mình để là số 9, mục tiêu chốt lãi thì mình chốt 20 đô đây ha, mục tiêu cắt lỗ thì mình không để ha. Rồi sau này chị bấm chữ tiếp theo. Rồi chỗ này là anh chị bấm vào chỉ là đợi tín hiệu từ bot có sẵn ha. Rồi tên cấu hành muốn đợi thì mình sẽ để là chị xanh dò đường. Rồi điều kiện mình để bắt đầu thì anh chị để là bắt đầu thua liên tiếp là ba hoặc là hai, ở đây mình để ba đây ha, ba lệnh nó thôi liên tiếp ba lệnh thì nó sẽ vào lệnh ha, ba hai gì cũng được anh chị. Rồi điều kiện mà để dừng để tín hiệu thì mình để lãi 5 ha. Đó khi mà cái phương pháp này nó lãi 5 đô thì nó sẽ dừng và đợi lót liên tiếp ba lệnh thì nó sẽ vào lệnh ha, anh chị tích vô đây ha. Rồi anh chị tắt cái thông báo này luôn đi. Rồi sau đó anh chị bấm thêm cấu hình. Rồi khi nào mà muốn chạy thì bật lên chạy thôi ha. Đấy, nếu như anh chị nào mà quan tâm cái con bot này thì anh chị liên hệ với mình ha.